sông hỏi về nơi biên giới, dẫn cho biên giới hồi núi xa xôi. Ta yêu đất nước biển bầy để hoang canh ngang biển trời xa dân xưa trình tổ quốc ta yên vui. Nhà máy công trường hòa thôi nơi nơi, miền quê bát ngát đồng lúa xanh tươi. Núi sao phố phố rộn ràng xe đi chân bước nhịp nhàng, và mai tiếng cười rộn rã trong tim bao người. Chúng ta là chiến sĩ công an, chung với đảng suốt đời vì dân. Khó khăn trong khổ biển mây, vì lời bác dạy đó quyết thừa đó. Ngày 19 tháng 8, ngày cách mạng tháng 8 thành công, cũng là ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Chiến sĩ công an trung thành với lý tưởng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nhiều tấm gương tiêu biểu và câu chuyện chưa kể về người chiến sĩ công an nhân dân, vì dân sẵn sàng lao vào nguy hiểm để bảo vệ người dân. Xin chúc mừng ngày truyền thống công an nhân dân 19 tháng 8. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày vinh danh lực lượng công an nhân dân Việt Nam, từ trẻ chúng ta xin gửi những lời chúc và tri ân sâu sắc nhất tới các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã cống hiến hết mình, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chúc các đồng chí có thật nhiều sức khỏe, luôn vững vàng trong lý tưởng, trung thành với tổ quốc, với nhân dân và hoàn thành xuất sắc